Giới thiệu với các bác, anh em chúng em vừa về một lô hàng về đẩy 4 kênh QA1600. Đây em ơi. Đây Tinh ơi, bóc cho anh cái con này. Với 1600. Mỏng nhẹ. Xử lý ảo kìa. Một tay các bác xách được 4 cái. Mỗi thùng nó chỉ khoảng 4 con thôi. Ở đây về được mấy thùng thôi. Tất cả sản phẩm đều về đều có tem niêm phong của nhà máy các bạn nhé. Anh rất mạnh, rất mạnh. Thì tất cả sản phẩm về thì bọn em sẽ phải làm công đoạn bóc và test cho các bác, phòng trường hợp nó có những cái rủi ro trong quá trình vận chuyển. Đây, thùng thì nó được thiết kế là xốp tất cả các góc trên dưới là 4 góc, nhưng mà vận chuyển rất là an toàn các bác nhé. Đây là cái dây nguồn đi kèm của nó, dây rất là to. Tháo cho anh. Đây catalog của nhà sản xuất này. Quay ánh sáng lên cho đẹp. 4 kênh nhẹ tinh, tất cả đều là sử dụng chiếc áp bi, và khi các bác chuyển chế độ đánh ấy, thì chuyển ngay trên trước mặt này. Stereo thì ấn stereo, và parallel thì ấn parallel, và chế độ bridge thì chọn bridge ở ngay trên, rất là tiện. 4 kênh độc lập luôn, màn hình LCD ở giữa, chạy công nghệ Class D, rất là mỏng nhẹ. Em quay lại đằng sau cho anh. Thì đằng sau nó cũng có các cái cổng kết nối như bình thường này. Có hai chế độ đánh, một chế độ đánh là 400W và một chế độ đánh là 800W. Thì 400W là gạt hai cái này lên trên. Gạt hai công tắc lên trên. Và đánh 800W thì là gạt hai công tắc này xuống dưới. Đây là hai cái đường input đầu vào. Đây là hai đường neutral đầu ra. Đây cổng AB đây. Cổng ra loa của AB đây. Và cổng cắm nguồn. Đằng sau các bác có thể nhìn thấy cái lưới tản nhiệt cũng như là các cái linh kiện bên trong đó, giúp thông thoáng. Rồi ok, thế là anh em mình tháo ra luôn sâu cho bác cái nội thất. Em lấy cái từ vít đi các bác, đợi một lát nhé anh em cho em bác luôn và giới thiệu cho bác cái nội thất. Cái này thì nó chạy nó dùng cái ốc lục năng. Ốc lục năng các bác tháo phải dùng cái tư vít lục năng cơ. Nhẹ lắm, một tay này. Bê nhẹ nhàng luôn. Những cái dòng này thì khuyến cáo các bác là sử dụng trong gia đình thôi nhá. Không dùng để làm sâu sự kiện này đâu. Cái hoa thị em ạ. Hoa thị xin lỗi các bác, đây là hoa thị. Chỉ đánh trong gia đình thôi. Đánh có thể đánh được 4 quả bát 30 hoặc là 40, nhưng mà coi 75 trở xuống thôi các bác nhá. Cũng coi 75 trở xuống thôi. Con 100 từ 22 con 100 này không dã đâu, không chơi đâu. Hoặc là đánh súp hơi thì các bác nên đánh súp hơi từ 40 trở xuống, chập hai cây là đánh 40. Được. Không đánh được 50 hay là đánh súp kép được đâu. Là các bác phải lưu ý công suất của nó là phục vụ cho mục đích trong gia đình. Hoặc là bác nào mà làm mini show thì có đánh 4 quả bát 30 thì cũng ok. Có nghĩa là cứ coi 75 trở xuống. Coi 75 có thể là bắt 40 cũng được, mà coi 75 bắt 30 cũng được. Còn cứ coi 100 trở lên là không chơi được. Đấy, em phải nói rõ với các bác như thế. Để ta về nhà các bác có thể phối ghép cho nó phù hợp. Tránh cái trường hợp nó cứ báo đèn clip. Các đốt vào phát là báo clip là đang quá tải các bác. Các bác lưu ý giúp em nhé. Em đã tháo xong ốc con QA1600 này, và đây là cái ngày tháng sản xuất này, mà ngày 13 tháng 5 2019 các bác nhé. Rất là mới, hôm nay là ngày 26 tháng 3 thì mới sản xuất được hơn chục ngày. Toàn bộ là hàng mới và không có hàng lưu kho hay hàng cũ gì đâu các bác nhé. Hàng mới tinh, vẫn còn thơm mùi nhà máy. Ở đây sau em sẽ bóc
bóc tem luôn để show cho các bác xem cái nội thất. Những ai mà anh em trong nghề đấy thì các bác có thể thấy được cái độ chất, cái độ tinh xảo của cái mây mạch này. Khác với những cái dòng đẩy nguồn xung rẻ tiền ấy, thì nó cũng linh kiện rất là sơ sài và cái công suất nó không được lớn, cái độ ổn định cũng không được cao. Với những dòng này thì các bác yên tâm, mạch nó được thiết kế riêng biệt, hai mạch độc lập, một bên này thì một bể mạch riêng được ngăn cách này. Đấy, ngăn cách này. Hai mạch độc lập luôn, hai nguồn độc lập và công suất cũng độc lập. Và như nếu mà có tháo một cái mạch này ra, tháo nguồn hết ra thì một bên này vẫn chưa được bình thường, nguồn riêng, hai nguồn riêng, mỗi một nguồn nó sẽ đảm nhiệm cho hai vế, nguồn bên này cũng đảm nhiệm cho hai vế. Đây là bốn quạt gió có tác dụng là thổi gió ra phía sau, và chỉ khi nào nó nóng thì nó mới quay. Và những cái dòng Class D này thì hoạt động rất là ổn định các bạn nhé, nhiệt độ nó không quá cao đâu, nhiệt độ nó loanh quanh mấy chục độ C thôi. Có những người đã sử dụng rồi thì báo là nó còn tầm 50-60 độ C thì cái chuyện đấy nó rất là bình thường. So với nhiệt độ mà chứa đựng của nó thì còn tầm hơn 100 độ nó vẫn chưa cháy được, 180 độ C nó mới cháy. Này, các bạn yên tâm, có nóng rát chúng ta không sờ được cái chân nữa thì nó vẫn cứ là bình thường. Và cái Class D này thì là theo nhà sản xuất người ta công bố thì nó không tản nhiệt quá là nhiều đâu, cho nên cái lưới tản nhiệt này, cái thanh tản nhiệt này nó không cần quá là to, chỉ cần như thế này đã là chạy thoải mái rồi. Tụ thì toàn những tụ dung lượng cao các bạn nhé, không phải là cứ là tụ to mà là nó khỏe đâu, tụ dung lượng cao và nó chịu đựng được là 120V này các bạn này, 120V. Và những cái dòng Class AB thì nó chạy chỉ khoảng tầm 60V thôi, nhưng tụ này thì nó chịu đựng được cái điện áp cao hơn. Và cái đặc điểm của dòng Class D thì các bác lưu ý là đánh phù hợp nhất, đánh hợp lý nhất, đánh hay nhất, phát huy tối đa được cái công năng của nó thì nó đánh cho những cái dòng loa full chép kèn gần phải tầm dầu đấy, đánh rất là hợp lý, đánh rất hay. Và những cái dòng mà như các bác chơi loa bình thường như loa BMV gần mút xốp để chép giấy bình thường thì nó cũng được, nhưng mà nó không hay bằng dòng loa full chép kèn. Tiếng của những dòng loa phun chép kèn nó sẽ rất là sáng, và những dòng cục đẩy này sẽ hỗ trợ rất tốt cho những dòng loa phun đấy. Và khi các bác lưu ý là dùng cái cục đẩy này mà đánh cho loa súp thì các bác lưu ý là đánh thì tiếng nó sẽ cũng ok đấy, nhưng mà để mà rèn và để mà căng, để mà uy lực như dòng Class AB thì nó sẽ không bằng các bạn nhé. Nó hợp cho loa phun nhiều hơn, là cho cái loa lời nó chính hát karaoke đấy thì nó sẽ hợp hơn. Và tiếng ca nó rất là sáng, và khi chúng ta bắt nó làm việc như để gánh cho cái loa súp thì nó sẽ không phát huy hết cái hiệu quả. Và khuyên các bạn nên đánh cho loa full là hợp lý nhất. Rồi. Giống như là cái video trước chúng đã giới thiệu thì cách sử dụng nó rất là đơn giản thôi. Bình thường ấy khi mà chuyển chế độ đánh chế độ stereo đấy thì chúng ta chỉ cần chọn ở trên này, kênh A kênh B thì là đánh stereo thì chọn là cái này, đánh parallel cũng vậy, đánh bánh grid cũng vậy, chọn ngay đằng trước. Phím thì toàn là phím núm bằng núm chữ đáp bi, chỉ rất là cảm giác khi mà chúng ta vặn nước nào cũng rất là cảm giác có phản hồi của cái bi bên trong. Về cái phần dây nối thì ra loa đấy, các bạn lưu ý là khi mà đánh ở chế độ stereo hay là bridge thì nó, xin lỗi các bạn, đánh stereo hay parallel ấy, thì nó sẽ đánh là 1+1- các bạn nhá, đấu ở cái jack neutral ấy, 1+1-. Còn khi đánh ở bridge ở chế độ chập kênh ấy thì nó là 2+2- nhá. Còn nếu mà các bác mà đánh chập kênh mà lại đấu 1+1- thì nó không ra tiếng đâu. Thì các bạn lưu ý ra. Đánh chập kênh thì phải là 2+2- thì nó mới ra tiếng. Và đây các bác lưu ý là vừa tùy vào công suất của loa, nếu công suất loa lớn thì các bác chọn là chế độ 800W, hoặc là công suất loa nhỏ thì các bác đánh ở chế độ 400W để đảm bảo an toàn. Rồi. Về cơ bản nó như vậy, khi đánh cho loa full thì chúng ta chọn cái công suất nó phù hợp.
Cũng giống như các phiên bản trước thì ở cái phiên bản này nó có thể chuyển trên chế độ stereo hay parallel ngay trước mặt này. Đấy, các bác thấy rất là tiện lợi. Bên này cũng vậy, stereo rồi đang là parallel này, bridge này. Đó. Và thêm một cái tính năng nữa là khi mà chúng ta không muốn sử dụng cái tính năng này nhiều thì chúng ta khóa lại bằng cách là ấn giữ hai cái nút stereo này trong vòng 5 giây. Màn hình nó sẽ hiển thị lock như này, có nghĩa là khóa rồi. Đấy, lúc này chúng ta không thể chuyển đổi được nữa, để tránh trẻ con hay là các cái cháu nhỏ ở nhà các bạn nó nghịch ngợm thì nó sẽ không hay. Đấy, như này khóa lại. Và khi chúng ta muốn mở lại thì chúng ta chỉ việc giữ hai cái nút này, stereo này, giữ trong vòng 5 giây. Bật open lên. Open như này là chúng ta có thể chuyển đổi được tiếp chế độ khác rồi. Đó. Xong chuyển xong thì chúng ta lại khóa lại. Để đảm bảo cho cái cụ đẩy này nó hoạt động cho đúng cái chức năng mà chúng ta mong muốn. Trong trường hợp người khác hay là bất kỳ một ai đó thay đổi thì nó sẽ không đúng như chúng ta. Rồi, ở đây anh em chúng em đang chuẩn bị ghép và test cho các bác nghe thử cái chất âm của con đẩy Class D QA1600, nguồn xung mỏng dính, siêu nhẹ và tiếng rất là hay. Ở đây em đang ghép hai đôi nhá. Một đôi là nó full bass 30, hai quả ngoài cùng, và bên cạnh nó là một đôi full bass 25 QHA đã có lần em giới thiệu. Tiếng của nó cũng rất là hay. Em đã làm rất là nhiều video cũng như là rất là nhiều bác khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm này rồi. Thì em sẽ cùng tiến lại gần để giới thiệu sơ qua cho các bác cái cách đấu nối nhá. Ở đây thì em đang đánh ở chế độ parallel. Parallel có nghĩa là chúng ta chỉ cần một đường vào A thì là cổng B nó cũng sẽ ra tín hiệu, và một đường vào cổng C thì cổng D nó cũng sẽ ra tín hiệu. Vì cái con vang TF9 này của em thì sẽ hai đường ra này, main chính. Đó, chúng ta chỉ cần một đường A và một đường C thôi. Đây, cụ thể là đường C đây và một đường A đây. Đấy là tổng cộng như vậy là chúng ta có thể ra là bốn loa. Đấy, hai quả này là em đánh cho cái loa full 25 này, hai quả này là cho loa full bass 30 này. Đấy, em mở mạch sẵn cho các bác nghe chiêm ngưỡng nhé. Nhiệt độ của nó hiện tại là khoảng 40 độ C thôi, 40 độ C. Không nóng mà cũng chẳng phải là mát lắm, nhưng mà nó nhiệt độ bình thường. Và so với thời tiết hiện tại bây giờ nó khoảng tầm hơn 30 độ C thì cái này nó cũng phải đang là bình thường. Và em đang để hết cỡ cục đẩy và chúng ta chỉ cần to nhỏ trên con vang này thôi. Cũng có qua sử dụng qua một chút con idol để cho nó nọc thêm cái âm sắc cho nó được hay hơn. Sau đây xin mời các bác hãy cùng lại lui lại gần để trải nghiệm cái khả năng trình diễn của cục đẩy QA1600 này nhá. Rồi xin mời các bác.
xin mời các bác hãy cùng trải nghiệm một đoạn karaoke. Em ok, cũng như là đánh nhạc của con cúc đẩy QA 1600 đấy. Thì phiên bản mà em đã giới thiệu rất là cụ thể và cũng đã nói những ưu nhược điểm của nó. Thì cái ưu điểm của nó là đánh ở cái giải chung và giải chép rất là tốt, đánh rất là hợp với cái dòng loa full như này, dòng loa full chép kèn này, đánh cực kỳ hợp và tiếng lời karaoke rất là tươi sáng, bay hát rất là nhẹ. Và ở đây thì với quá trình thời gian sử dụng như vậy thì các bác có thể thấy nhiệt độ nó rất là ổn định, nó loanh quanh chỉ khoảng tầm 40-41 độ C thôi, rất là ổn định. Và hiện tại cái cục đẩy này bọn em đang phân phối với phân phối trên toàn quốc, và cái giá thì bọn em để với giá công khai trên tiêu đề là 6 triệu và chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Các bác đến tận nơi, đến tận công ty thì sẽ được với giá ưu đãi là 6 triệu, còn các bác ở xa thì có thể thêm một chút tiền vận chuyển 100-200 tùy theo khu vực, thì bọn em sẽ ship về tận nhà cho các bác. Một lần nữa rất là cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Hoàng Long trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn các bác, xin chào và hẹn gặp lại nhé.